Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hồ cá ở Sugar Valley nha. Thôi các bạn cùng đi với mình để xem. Trưởng bữa nay dán thì có hội phó đại diện đó. Đây là anh Phúc là chủ nhà đó, anh là chủ nhà, anh là có hồ cá bữa nay là nuôi cá rất là mẫu lớn, cho nên bữa nay chia sẻ giới thiệu với anh em. Đây là đó anh Nam, mình giới thiệu đây là Bồ Công. Đó, trường Bồ Công bao vui luôn, okay. Trường là có hồ cá là cũng rất là khủng, đang chuẩn bị ra mắt nhé anh em. Thấy coi cá nè, đây cá đây nè các bạn thấy không, cá đây thì là ảnh nuôi cá, là mình mua cá rất là nhỏ nhưng mà ảnh nuôi sao mà rất là mâu lớn rồi. Cá anh mua là cá size nhỏ thôi, 4-5 inch, 7-8 inch thôi à. Mà bây giờ nó lớn như thế này nè, cho nên đôi khi mình cũng học hỏi thêm những cái mà làm sao được cái điều này. Đấy. Đó, các bạn thấy không, cá đây nè, cá đây là không phải là nó là cá gọi là một cái gì đó đặc biệt lắm, nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ là làm sao nuôi nó là nó mâu lớn, mà mình mua những loại cá nhỏ mà đỡ mình không phải tốn rất là nhiều tiền mà vẫn có một cái hồ cá để mình chơi. Đây. Qua cái này cho nên các bạn cũng thấy rằng là nuôi cá không có nhất thiết mình phải bỏ ra đầu tư nhiều tiền là mới có được cái hồ cá, nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình phải biết cách nuôi như thế nào để cho mình xếp được tiền cái kinh phí của mình tốt. Đấy, nó có những cái dàn lọc của anh này. Đây, cái hệ thống lọc trong này. Này là nó có những cái này nhiều lắm, nhiều cái trong này đó. Để rồi bên này có nè. Thank you.
Nhưng mà nó nghỉ rút được hả? Đâu xu đúng không? Con này là không, con này là gút kỳ. Mình không có ICG. ICG đi. Cá đây là nuôi bao lâu anh nói thử cho mấy con cá này anh nuôi con cá nào nào thời gian bao lâu anh Phúc? Những mấy con cá lớn này cá dần con cá con chim chim Yamabuki này mặt chupa này với con cua cua này rồi con sumo này là mình nuôi khoảng chừng 2 năm rồi. Hồi mình mua khoảng chừng 87 yên có 80 yên đó có con mình nuôi 5 yên con hai ấu suri đây là hồi đó mua là 7 yên này rồi bên này hay năm nay không biết là cái cỡ lớn là bao nhiêu đó kỹ còn là mấy hai mươi đó còn mấy con nhỏ nhỏ đây là mình mua cái này để từng năm còn con nhỏ đây là mua mấy tháng nè hồi mới mua khoảng chừng 6 yên con này mua hồi đó là 6 yên rưỡi á mà là 2 tháng nay nè hồi bên đây cây to á con này bây giờ có phải 15 yên mấy con nhỏ nhỏ đây là mình mua mới 2 tháng nay hết vậy. Còn lúc mà mua nó còn nhỏ hả? Mua còn nhỏ, có bữa này 6 yên rưỡi có, 2 yên có. Bữa này mà 2 tháng là cỡ 2 tháng là mình nuôi lên khoảng chừng 5 yên, 6 yên là chuyện bình thường. Ồ. Cái này là giống như anh cho ăn nhiều hay là anh sao? Hay nhiều đó nào? Mình cho ăn là một ngày là một lần ăn được là 2 gôi này. 2 gôi này. Là có nghĩa là anh cho theo cái thời gian giống như trong sách vở nó là ăn 5 phút 3 phút gì hay là anh cho ăn thoải mái hay như thế nào
một lần mình cho mình một lần mình cho ăn là khi nào nó ăn no là không, chứ không có tính thời gian. Thì lúc đầu mình cho ăn á là mình cho ăn hết một cua này là thử có ăn có hết hay không, mà khi một cua này có ăn hết rồi á thì mình lấy thêm một cua nữa, mình lấy nửa cua thôi thì mình cho ăn, mà con cá ăn cũng hết thì mình thêm nửa cua nữa thì con cá ăn cũng hết, nhưng mà sau đó mình cho thêm nữa thì cá nó không ăn nữa, nó như là tức là mấy con cá này nó chỉ ăn được hai cua này thôi. Mình mỗi lần ăn là mình đúng cho ăn đúng hai cua này là đúng con là đúng cua của nó, còn bữa nào mà nó ăn mà không hết hai cua này là có nghĩa là con cá nó có vấn đề, mà bữa nào mà nó ăn một cua mà con cá nó không ăn nữa là tính tỏ là cá nó bữa đó nó có vấn đề, thì mình sẽ kiểm tra lại nước sức khỏe của mình là nó làm như thế nào mà cá nó không rất là biến ăn nó không ăn nữa. Thì đó mình kiểm tra nước, mình thay nước, mình kiểm tra dần lọc, rồi sau đó mình cho ăn được lại. Qua bữa sau mình cho ăn là phải cá nó ăn sung lên á, mà ăn được thay vô là cũng là ok. Nếu mà nó ăn mà không đủ, không hết những cái lượng đó là yếu thì mình phải kiểm tra lại nước, kiểm tra lại nguồn nước của cá. Chứ mình cho mình nuôi cá, mình cho cá ăn mà mình không biết được cái lượng cá nó ăn được bao nhiêu thì mình không thể nào mà kiểm tra được cái sức khỏe của con cá nó như thế nào. Cứ mình hốt mình giục thôi, mình đâu thì có bữa nó ăn nhiều, có bữa nó ăn ít, mà nữa những bữa nó ăn ít á tức là cá nó bệnh nó hay nó gì đó nó mới ăn ít, chứ còn cá sức khỏe của nó sung á thì không bao giờ nó ăn ít được đấy. Nó ăn nhiều hơn thì có, chứ còn không bao giờ nó ăn ít. Là mình phải tăng cường thức ăn lên cho nó. Ví dụ tháng này mình cho ăn hai cua, tháng sau mình phải nhích lên một tiết nữa thử nó ăn được hay không. Nếu mà mình nhích lên á, mà cá nó tiếp tục ăn nữa là tính đó là cá nó rất là tốt. Mà nếu mà tháng sau mình cho nó ăn thêm nữa mà cá nó không ăn á thì thôi mình cũng giữ cái mức đó mình cho cá ăn. Chứ đừng có giảm xuống, chỉ có tăng lên thôi, đừng có giảm. Chứ thức ăn mà cá mà nó ăn mà thấy nó giảm tức là có cá nó có vấn đề. Cá một khi có vấn đề nó không có lấy được. Con cá này lúc mà mùa nó nhỏ xíu vậy à, sáu mươi nhỉ, trước này nè mấy con này nè, mấy con nhỏ đây rồi còn luôn, mấy bạn cũng người ta mua lại thì mới đây à. Rồi bây giờ anh bữa nó cút thôi chứ nhà nó đang bây giờ nó lấy nó giảm. Ủa mà hình như là anh Phúc nuôi hồi trước là nuôi đẻ từng đào nhiều cái hồ phải không? Trước kia là mình đã nuôi một cái hồ nhỏ bên phía bên này, rồi sau đó mình dẹp, tức là mình tới ba hồ lắm. Mình làm đi làm lại tới ba hồ lắm, nhưng mà tại vì mấy hồ nhỏ á, lúc đó mình mới tập nuôi thành ra mình cũng chưa có biết nhiều, thành ra nó không có phát triển. Rồi sau đó mình mới đưa ra, mình mới làm một hồ bự ra, là hồ này. Năm nữa là mình làm hồ này xong rồi là mình mới đưa cá ra đây mình nuôi á, thì mình thấy cá nó phát triển mạnh. Mình nuôi theo, mình đổi theo cái chiến thuật khác. Chứ là hồi xưa mình nuôi nhiều rồi nhưng mà nó thường bị cá nuôi mà nó không lớn mà nghề kia. Rồi sau đó mình mới đổi qua cái hồ mình nuôi làm hồ khác. Ok, bây giờ là nhà giới thiệu thử cái hệ thống lọc như thế nào để cho nhiều lúc anh em biết để nhà giới thiệu cái hệ thống lọc cái lọc của chắc chắn nhiều đấy. Khi thấy một cái đâu bây giờ nó đúng hệ thống lọc của gì chuyện liên tục. Cái này là nó mượn ra hệ thống với mình mới đăng ký được chứ. Ồ. Nó bám vô hả? Cái này mở dỡ hết cái này ra. Dỡ phụ nha. Mình nó mở mình. Mở cái nữa hả? Mở hết lên đi. Mấy mốt anh làm cái hệ thống khác nha, hệ thống bấm nút cho mấy cái này chạy lên được luôn nha. Được khi nữa hả? Anh có thấy nó đấu nó gì nè, nó kéo gì nè. Kéo rồi. Mua cái giống mấy anh tí á. Nó xin rồi. Đúng rồi. Con nó vừa chơi vậy đó nha.
đây, ok bên đây có đây anh giới thiệu cái nguyên tắc hoạt động của anh giới thiệu cái nguyên tắc hoạt động của cái hệ thống này cho anh em coi đã hư rồi lá cái đội này chúng còn đến từ đâu qua đâu à từ đây qua đây qua đây vô đây cái này lại là cái hầm động là cái hồ này cái này là cái một cái hầm lạp đầu tiên qua đây tức là bao nhiêu nước từ cái hồ đó lại đi qua cái skimmer qua cái bottom drain nó đưa hết gì gì mình làm ống không đưa về cái này rồi phần bên này mình bỏ là full drain hết cái là phần mà đầu tiên là nó về đây nó bị mấy cái drain này là nó giữ lại những cái phần mà của cá xong rồi nó lấy nước sạch nó đưa về cái bốn cái đồ nạp này bốn cái đường này để nó chuyển qua đây nó đưa qua bên này thì bên này mình bỏ di bát cho nhiều lên bỏ di bát đi rồi cho nhiều lên thì nó giữ lại những cái phân mà nó mịn nhá thì cái này nó giữ lại nó giữ lại nó lọc thêm một lần nữa rồi nó mới đưa qua bên nó mới đưa qua cái ngang này là mình bỏ nhiều cái bio đang này á để cho nó đánh nó giữ cái vi sinh nó nuôi vi sinh rồi trong những cái ngang này mà nó đánh những cái này nó đánh những cái chất độc ammoniac đồ này kia là nó tan hết á nên nó cho những cái chất độc trong nước từ đó nó mới đưa qua cái hồ bên này cái ngang bên này là mình đặt những cái máy bơm nó mới bơm về dần ba kỳ này rồi cái này nó đưa về là đường ống thổi luôn nó thổi luôn hết chạy xung quanh cái hồ này để mà rồi nó trở về đây cái nguyên lý hoạt động của nó là chỉ vậy thôi. Vậy là cái chỗ cái ngang này là nước sạch là sạch nhất nha. Dạ, nước sạch nhất là gì đây? Nó về chỗ này. Mà bỏ mà cái này á mà khi mà nó thấy nó màu nâu vậy nè thì mới tốt. Mà cái này mà nếu mà anh thấy màu trắng á tức là không tốt gì đó nó không có vi sinh. Mà khi mà cái màu này cái này nó chuyển qua màu nâu thì tức là vi sinh rất là nhiều. Cái đó mà nuôi cá là phải có cái này nếu mà không có cái này là một phần thất bại đó cái này đóng vai trò tạo cái oxygen rồi nó giải phóng những chất ammonia nó giải phóng những chất độc hại gì của trong nước là nó bánh tăng được hết cái này là rất là quan trọng mấy còn mấy cái này nó chỉ coi là nó nạp nước thôi lọc phân rồi thôi chứ còn cái này mới là cái vậy là bên kia là anh cũng có cái dàn lọc ở đâu bên kia nữa là có thêm nữa ở bên này là cái dàn lọc ở này là có một cái bio cái dàn lọc bi ở trong này thì tất cả nước sạch nó về cái dòng lọc cái lọc này từ cái lọc nạp này nó sẽ đi lên cái dàn ba kia này. Đó, từ đó nó mới về cái dòng ba kỳ đây. Dòng ba kỳ đây. Dòng ba kỳ đó mình bỏ sứ. Ba kỳ. Dòng ba kỳ này, dòng ba kỳ đây. Xong mình bỏ sứ hết lên dòng ba kỳ đó, từ đó nó xuống lại là nước. Mình ra làm cho nước hồ nó rất là tan phật sạch. Rồi sao anh cứ trồng cây bên này? Cây đây là sao nó có cái gì không? Còn cái cây này á là cũng cái này mình làm cái này cũng là dòng ba kỳ nhưng mình đổ mà mình trồng cây mình bỏ sứ rồi mình trồng cây trong đó thì cây này á là nó để cái gì đó để nó lạc những cái chất độc hại trong nước mà nó lạc nước cây đó sẵn hay còn cũng có bằng đầu bằng khi mà thấy cái cây đó mà nó ngã là cái này kia không tốt nó có nghĩa là nước nó có vấn đề đó cây đó là nó không chịu chất độc trong cây đó cá nuôi cá mà cá sụn á thì không có là nhờ vào mấy cái dàn lọc nước mà sạch sẽ là cá nó sụn mà nó mau lớn mà nước mà nó không sạch á thì cá anh nuôi anh cho ăn máy cũng không có được gì cá nó cũng không có lấy mà nó dễ sinh bệnh
tại vì chính vậy, bây giờ nuôi cá bao nhiêu năm nay là cá nó không có một trường hợp mà nó bị bệnh hay là mắc màu hay là nó bị lỡ lát gì là không gì có, chưa có. Mình nuôi cá là mình không có nuôi có cho đến đâu, mình nuôi cá từ là mình nuôi từ Nam Yên tới Bãi trở lại thôi à, mà rồi mình nuôi nó đánh lên thôi à. Thời gian chỉ cần 2 năm 3 năm là con đầu cũng có lấy tới mười mấy hai mươi nữa. Rồi cá này rút sang năm sau rồi nó bị gì, bị nữa chứ em. Năm sau là thấy nó đều đều hết, đều đều hết.